Tiếp theo là nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải đối với cử tri Tràng Ngọc Châu, khu phố 7, phường Tân Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, đề nghị bỏ trạm thu phí suối giữa vì thời gian thu phí rất lâu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông và đề nghị ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm toán đối với trạm thu phí suối giữa và công bố cho nhân dân biết thời gian hết thu phí. Đối với nội dung này, Sở Giao thông Vận tải trả lời như sau. Về thời gian thu phí, quốc lộ 13 đoạn từ km 1 cộng 248 đến km 28 cộng 178, trong đó có trạm thu phí suối giữa, thời gian thu phí là 35 năm, từ năm 2002 đến năm 2037, theo hợp đồng số 1009, ngày 21 tháng 4 năm 2000, được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Tổng công ty BKMS IDC. Về việc thanh tra, kiểm toán đối với trạm thu phí trên quốc lộ 13, đoạn từ km 1 cộng 248 đến km 28 cộng 178, thì Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2022. Trên đây là trả lời của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, xin gửi đến để cử tri Tràng Ngọc Châu được rõ. Thân mến chào ông.